Xin chào mọi người nhá. Đây mình mua được ít cá khoai này. Mình làm chia sẻ mọi người nhá, rất là ngon. Bỏ mua về chưa ăn ngay, bỏ ngăn đá. Giờ làm nồi, tôi nấu nồi cá khoai chua. Nấu chua nhé, cá khoai là nó thành mọi người chỉ nấu chua nhé. Đây là tôm nha mọi người, tôm này là tôm sông đấy, rất là ngon, tôm biển đấy. Đây cá khoai nữa, cái này hơn 1 ký đấy. Mình nay trời nó cũng mát mẻ, làm món này ăn cho nó mát. Cứ bỏ vào nấu chua nhúng rau. Đây giờ mình đang làm cho nó rã đông. Đấy mọi người nhé. Đấy, mình sẽ chia sẻ mọi người món cá khoai nấu chua. Đây mọi người nhá, đấy cá khoai mình bỏ vào ướp gia vị đầy đủ rồi đấy. Giờ chờ bà xã về nấu chế biến cho nó ngon đấy. Đây rau sống này, tí nữa nhúng này, có thì là để cạnh đâu mất, thì là tưởng bỏ sau ướp nãy ướp có rồi. Cắt chanh vào chưa? Ở chanh chưa. Ở đấy tí nữa vặt. Xong cái đầu cá đó vứt hết đi. Cắt mỗi cái mồm nó độc răng vứt đi. Hâm cái đầu ấy ăn được. Thôi cứ thế này ăn này. Cái đầu nó băm. Đấy mọi người ngọt. Đấy cứ cá khoai này là mát mẻ, nhúng rau, tôm nữa, tôm để đâu rồi? Thôi độc mùng làm gì? Độc mùng nhúng ngon rồi. Hấp dẫn không mọi người? Chuẩn luôn. Đâu? À nấu bỏ tôm vào lẫn này. Sao tôm nó đây mọi người nha, đấy bà xã về bà nấu đấy. Hôm nay làm bữa canh khoai này cho nó ấm bụng, cho bột nêm vào chưa? Nó cứ phải có tí bột nêm mà nó mới ngon. Tôm ta này ngọt. Bỏ tôm ta này nó ngọt. Đổ nước đi đi. Đấy, xả, đi xả. Rất đơn giản, gọn nhẹ. Chỗ đây cân các khoang không? Gì cân, một cân đi. Thế xong đổ nốt tôm béo vào. Đây mọi người nha, để nước dùng đấy. Để chốc mình bỏ cái này ăn đâu, bỏ các khoang nhúng cái cá khoai này chỉ ăn qua là được. Ăn cơm mình nhá. Đây tôm này mọi người. Đấy cá khoai đây mình đang bỏ vào đây nhá mọi người nhá. Đây đang bỏ cho nó chín rất ngon. Rau sống đây. Đấy bỏ vào ăn cho nó mát. Đây, mời cả nhà nhé, uống rượu nhé. Úi xời. Lau này mọi người. Tôm này là tôm sông đấy mọi người ạ, chứ không phải là tôm biển. Ăn tôm quê đấy, nó bé nhưng mà rất là chất lượng. Đây là bóc rồi đấy mọi người nhé.
là cá khoai này, mọi người mình cứ ăn đâu bỏ đấy cho nó chín tới là ăn ngon nhất đây mọi người. Ôi. Miếng cá khoai ngon này này. Bố cá khoai không? Hả? Đây mọi người nhá, cứ vừa bỏ đâu ăn đấy rất ngon. Đấy. Mời cả nhà nhé. Ăn đơn giản này rất ngon. Đơn giản ngon nhé. Đạm cũng đơn giản, quá bình dân. Mọi người thấy cũng rất ngon. Đây là rọc mùng, nó như ở cái rọc khoai mà. Mời cả nhà nhé. Nóng chút mồm. Chút rồi chút. Cái chả cá bác vừa ngon. Chả cá Tây Bắc. Chả cá Tây Bắc.
khoai biển nó bỏ vào nướng chua này rất ngon, ăn nó mát. Xấu quả xấu. Chín chưa? Chín. Nướng và sôi cái là ăn. Chín. Ăn cái cá khoai này nó có cái vị riêng, nên nó ăn nó cảm thấy nó đầu tiên thì không thích, ăn rồi lại ăn rất mặn rất thanh. Ăn cái nước sôi chốc cho cầm lọ bình nêm. Không, nhưng mà cho vào trong nước. Rất ngon mọi người đấy. Đấy. Không ăn à? Chết. Chết chết. Ăn cá khoai rất nóng mọi người, không cẩn thận là cứ mồm. Ăn nóng nhưng mà ăn nó mát. Mồm chín chưa? Chín lâu rồi. Ăn thử xem giòn thì sật. Sao? Ăn cá khoai mà ai ăn tham là mất lợi. Chất lượng. Nhìn có lẽ tưởng nhiều đi gọi bác Thanh nhưng bỏng quá, lật hết mồm. Cứ phải đá tí bún rồi ăn nước ấy cứ sướng. Không mua rồi.
Không, chút pha nước cho. Chút nêm rau này. Thôi không ăn rau. Nó bảo lắm. Ông chồng được ăn cá, mình ăn rau. Muốn cho được mồm thì ăn. Muốn ăn vào thịt cú mèo rất tuyệt. Ngon canh cá đấy, cá khoai đấy mọi người. Ôi. Chút lợi cho mọi người. Thường có ở ăn hành vặt hành một tí các bạn thì hết đâu ở đằng này hả? Ở đằng gốc cái chuối cơ. Nóng của nó rất cao. Ăn mà ăn vội cái cá này là không ăn được. Là sẽ chút mồm. Thế
ăn hết đi, chẳng hạn đi. Wow. Ăn đơn giản này thì ngon lắm rồi. Mua đội nóng để cá khoai ăn với bún cái này. Đây mọi người nhá, hai vợ chồng cứ ăn thế này thôi. Đấy, bỏ hết vào ăn bữa, ăn cho nó chín đều ăn. Cái con bát của mình để đúc cá khoai đấy mọi người. Ăn từ từ thôi chứ nó nóng lắm. Hôm nay chia sẻ mọi người món cá khoai chân chua nhúng rau này. Đấy, rất là ngon. Bún để mọi người nhà ăn với bún, rọc mùng là cho ăn thêm vào này để cho nó giòn. Rọc mùng là nó như cây khoai mọi người. Đấy, thôi video mình tạm dừng ở đây để mình phải giải quyết nốt cái bát này vì nó rất là nóng. Mọi người gọi là yêu quý chia sẻ cho mình nhá, đăng ký kênh mình nhá. Thôi tạm biệt nhá.